Phương Điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Anh chị đang chăn nuôi gà, chăn nuôi vịt cho gia đình của mình hay là chăn nuôi gia công cho 3F, cho Evimax, cho CB hay cho Jaffa, thì đến một lúc nào đó anh chị sẽ cần đến một cái cân điện tử để cân trồng được cái loại vịt này. Và có rất là nhiều cái dòng cân điện tử có thể cân được, nhưng trong số đó có một số ít cái mẫu chuyên dụng hơn, nghĩa là cái mẫu cân đó ra đời để chuyên cho cân gà, cân vịt, cân heo. Nghĩa là gà vịt heo thì lúc nào cũng dao động hết, và mình cần một cái cân nào đó nó chốt số nhanh, nó khóa số, nó chống dao động, thì cân điện tử Gia Phát gửi cho anh chị mẫu dòng cân này. Đó là dòng cân Inox DI28SS và nó chuyên cho cái nhu cầu cân gà, cân vịt, cân heo đây. Thứ nhất nó là Inox 334 chống rỉ, cho nên là cái việc mà mình cân gà, cân vịt nó hay có thải chất thải trong cân á, thì Inox 334 chống rỉ nó bảo vệ cái cân của mình tốt hơn, nó không bị ăn mòn, mình dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng nữa, và cái cân lúc nào nó cũng sáng và sạch và nó không có hôi. Nếu mà anh chị chọn một số dòng cân ghế ngồi hay là cân bàn thì cái cân nó dính phân, tại vì nó là sắt sơ tĩnh điện mà, thì nó dính phân vô cân nó hôi lắm. Còn với cái dòng cân DI28SS này thì nó sạch sẽ hơn, nó bao bọc inox xung quanh hết rồi, và inox 304 nữa, cho nên là mình dùng cái cân này thì nó hữu ích và nó tốt hơn cho mình. Một đặc điểm nữa là mặt cách xanh nè, pin sạc nè, rồi quan trọng nhất là tính năng chốt số khi cân. Chốt số nghĩa là cái khi mà bỏ cái lồng gà lồng vịt lên mà nó đã ổn định, nó chốt là nó chốt luôn, nó không có dao động nữa. Cho dù con gà con vịt nó có dãy dụa, nó có nhảy, nó tông lồng thì cái số nó vẫn đứng yên, chứ nó không có nhảy lên nhảy xuống, không có âm dương được cả. Thì đây là một tính năng nổi bật nhất của cái dòng cân inox DI28SS này. Bạn chị mua cái cân này phần lớn là vì hai nguyên nhân, đó là inox 304 chống rỉ, và thứ hai nữa nó chốt số nhanh, nó không có nhảy lên nhảy xuống để anh chị dễ dàng ghi số ha. Còn video clip mà anh chị đang thấy này là buổi tối kênh tự Gia Phát đang giao cân gà, cân vịt, và anh đã chọn một số dòng cái con vịt để cân trọng lượng mẫu, để tính ra là mỗi con vịt nó bao nhiêu ký, nó đủ ký để xuất chuồng hay chưa. Rồi còn nếu mà anh chị quan tâm dòng cân này thì để lại cái comment bên dưới ở video clip này trên YouTube á, kênh tự Gia Phát sẽ gửi riêng cho anh chị một số dòng cái video clip mà cân thực tế ở trại gà, trại vịt. Còn xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và hiện tại mình đang cần mua nó, thì anh chị có thể truy cập hoặc là gọi nhanh đến số hotline trên màn hình, hoặc truy cập đến website của công ty kênh tự Gia Phát cũng trên màn hình luôn, thì kênh tự Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn, rồi báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất với anh chị ạ. Và anh chị đang xem video clip này trên YouTube và có thể chia sẻ vì cái video clip này cho người thân của mình, vì những anh chị nào mà thường thường chăn nuôi gà vịt thì rất có hay anh em họ hay là anh em ruột hay là người bà con cũng đang kinh chăn nuôi gà vịt này, cũng rất là quan tâm đến dòng cân này. Em nghĩ anh chị chia sẻ trên Zalo hoặc trên Facebook và trên YouTube thì những cái chuyện khác cũng thể quan tâm nhiều hơn. Xin cảm ơn ạ.